Ô các bạn ơi, Nhân BB xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi nhìn này, động vật trong sở thú Zotoshi và Sonic đang đấu với nhau này các bạn ơi. Ui, bên nào giành được chiến thắng đây? Ui, kia là Sonic nhím các bạn ơi, trong hình dáng của con nhím nha. Đang đấu với này động vật trong sở thú Zotoshi. Ui, con lợn 8 chân này các bạn ơi. Ui, kia, đếm xem nào, bên nào giành chiến thắng đây? Ui, các bạn ơi, có vẻ như động vật trong sở thú Zotoshi đấu thắng được Sonic trong hình dạng con nhím các bạn à. Còn mỗi một con này. Wow, bạn xem này, bọn chúng còn nào ra cắn ăn lộn với nhau này bạn ơi. Đúng là động vật trong sở thú Zotoshi cũng khác, bọn chúng rất là manh động và hung dữ. Kia rồi, con nhím kia rồi. Bọn chúng lại quay sang tấn công với con nhím đây các bạn ơi. Rồi xong. Nhưng mà kiểu Sonic nhím trong hình dạng con nhím nó chạy rất là nhanh luôn các bạn à. Wow, đang bọn chúng nó đuổi bắt nhau các bạn ơi. Thế là Nhân Bibi phải giúp bọn chúng một tay mới được. Mà thế là Sonic nhím và động vật trong sở thú Zotoshi cũng tiêu hết luôn rồi các bạn ơi. Và ngày hôm nay các bạn ơi, như các bạn đã biết, mình sẽ tạo ra một con Sonic màu đen. Ồ, nhưng mà đây là con Sonic màu đỏ nha, không phải cái con Sonic mà mình nói đâu. Con Sonic màu đỏ này nhìn nó cũng rất là ngầu và đẹp trai rồi, với hàm răng rất là khét luôn. Nhưng mà ngày hôm nay Nhân BB muốn tạo ra con Sonic màu đen cơ các bạn ơi. Con Sonic màu đen đáng sợ và mạnh nhất thế giới luôn các bạn ạ. Ồ, nhưng mà đang nói đấy, con màu đen, con màu đỏ này nó ghen hay sao ấy các bạn ơi. Nó cứ vậy nó quýnh mình thôi các bạn ạ. À, ghê đấy bạn ơi, bạn khét đấy. Wow, ui, mình rơi vào miệng của nó kìa. Trời ơi, quá là ghê luôn. Nói chung là sức mạnh của mấy con Sonic này rất là khủng luôn các bạn ạ. Và chúng rất là ghê gớm và to, khổng lồ các bạn ơi. Và ngày hôm nay thì để tạo ra một con Sonic màu đen mới cực kỳ mạnh ý, thì Nhân BB rất mong các bạn hãy xem hết cái video này và bấm nút like, bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ Nhân BB nhá, để giúp mình có nhiều động lực ra nhiều video hay hơn cho các bạn xem. Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau xem sức mạnh của cái con Sonic màu đỏ này nhá. Nó cắn rồi, nó cắn mấy con Sonic bé kia rồi các bạn ơi. Ui, ghê quá, kia, sức mạnh của nó còn có sức mạnh màu vàng nữa cơ các bạn ơi. Các bạn xem đây, đấy, nửa vàng. Ui, trời đất ơi, con này có sức mạnh quả lửa các bạn ơi. Wow, chắc nào nó mạnh như thế đấy các bạn à. Khét thật đấy. Và bây giờ Nhân BB sẽ triệu hồi ra con Sonic màu đen này nha các bạn nha. Ừ, tí nữa thì mình sẽ từ cái con màu đen này mình sẽ biến đổi nó thành một con quái vật kiểu bị nguyền rủa các bạn ơi, rất là ghê luôn. Và trước tiên chúng ta hãy xem trận đấu này đi các bạn ơi. Đó, để xem là cái con Sonic màu đen này, con Sonic kiểu biên đội ác này có thể đấu thắng được kiểu mấy cái con Sonic tốt kia không nha. Màu đỏ và màu xanh sẽ kết hợp với nhau để đấu với màu đen. Chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Con màu đen có vẻ như là nó cũng rất là trâu đấy các bạn ơi. Ui, các bạn thấy video này của Nhân BB hay không? Ba con Sonic khổng lồ đấu với nhau, màu đỏ và màu xanh một đội đấu với lại màu đen. Wow, ui, xuất hiện thêm một con Sonic màu hường hường nữa này các bạn ơi. Bọn chúng đều quay vào tấn công cái con màu đen kia. Thế thì con Sonic màu đen này làm sao mà thắng được đây? Wow, và nếu con Sonic màu đen này mà thất bại thì Nhân BB sẽ kiểu như là nâng cấp nó lên trở thành một con kiểu như là Sonic mạnh nhất thế giới các bạn nha. Đấy, trời ơi, đã thế thì mình sẽ giúp mấy con Sonic màu đỏ, màu hồng và màu xanh kia một tay, kiểu tiêu diệt con Sonic màu đen này. Ê, để nó hy sinh để mình còn nâng cấp chứ. Nhưng mà con này rất là trâu các bạn ạ, một mình nó cân 3 luôn kìa. Ui, có vẻ như nó còn hạ gục được con Sonic màu đỏ kìa. Wow, sức mạnh của con này ghê chứ, 1 cân 3 luôn này. Được của nó nhỉ. Để xem là nó có thắng được hay không nha. Để xem là một mình nó có thắng được hay không. Còn 2 vs 1 các bạn ơi. Ui, mình sẽ triệu hồi ra mấy con động vật trong sở thú Zotoshi cho bọn chúng vào, bọn chúng cắn với các bạn này cho nó vui. Đấy, ok, động vật trong sở thú Zotoshi đã vào rồi. Làm gì đây. Và cuối cùng thì con Sonic màu đen kia nó cũng đã bị hy sinh rồi nha các bạn nha. Và bây giờ thì chỉ còn con Sonic màu hường đang đấu với lại động vật trong sở thú Zotoshi các bạn ơi. Wow, và đặc biệt là cái con Sonic màu đen này nó đã hy sinh rồi các bạn ơi, nên là Nhân BB sẽ nâng cấp cái con Sonic màu đen này lên nha. Và đây các bạn hãy nhìn đi, cái răng của nó kia, cái mồm của nó kia. Trời ơi, anh mình ơi,
Wow, nhìn nó thật là đáng sợ đúng không nào các bạn mình ơi. Wow, trời ơi cái mông của nó kìa. Ui, rất chi là khét luôn, nó cực kỳ hung dữ luôn. Nó còn hung dữ hơn cả cái con Solic màu xanh hôm qua luôn các bạn ơi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem trận chiến này nha. Xem cái con Solic màu đen này nó chiến đấu xem nào các bạn ơi. Một mình nó có thể cân được cả một cái đội quân Solic này hay không nha các bạn nha. Đây, nhân BB đang triệu hồi ra rất nhiều những con Solic nhím đấy các bạn ơi. Sẽ kết hợp với lại con Solic màu xanh khổng lồ kia để đấu với lại con màu đen này. Con màu đen này nó bị nguyền rủa, nó biến thành quái vật đáng sợ. Rồi đấu rồi, nó cao hơn các bạn ơi. Nó to hơn, nó cao hơn ấy. Và chắc là sức mạnh của nó đương nhiên là cũng hơn rồi. Các bạn nhìn kìa, bọn chúng quýnh nhau ở dưới đất. Có sức mạnh màu đỏ. Có sức mạnh màu đỏ mình vừa nhìn thấy xong. Wow, ta sẽ cùng nhau xem rồi nha. Ui kìa, nó cắn rồi. Solic màu xanh thì cố gắng hút nó vào nhưng mà làm sao mà hút được, cái con này nó quá to. Solic màu xanh là cố dùng miệng của mình các bạn này để hút nó vào ấy, nhưng mà không được các bạn ơi, nó cao và nó to rất là nhiều luôn. Bây giờ chúng ta phải xem là bên nào sẽ giành được chiến thắng đây. Mình nghĩ là cái con Solic màu xanh này nó sẽ không thắng được đâu các bạn ạ. Và đương nhiên là con màu đỏ này nó sẽ giành chiến thắng rồi. À nhầm, con màu đen này sẽ giành chiến thắng rồi. Rất là lâu đúng không nào? Triệu hồi thêm con Sonic màu xanh kia vào. Wow, Sonic màu xanh đã có đồng bọn. Ui, tất cả bọn chúng đang lao vào tấn công với con Sonic màu đen. Ui, có đấy, có chiêu màu đỏ, chiêu trùng cuối màu đỏ các bạn ơi. Để mình xem nào, bên nào mạnh nhất, ai sẽ là con Sonic mạnh nhất đây. Ui, ghê chưa? Có vẻ như hai cái con quái vật Solic màu xanh và màu đen kiểu như bóng đêm ấy, bị nguyền rủa ấy, bọn chúng kiểu như đang kết hợp lại với nhau. Wow, bọn quái vật bị nguyền rủa mà chúng kết hợp lại với nhau để đấu với những con quái vật không bị nguyền rủa các bạn ạ. Và có vẻ như bọn chúng đang đấu rất là dài đây, trận đấu này vẫn chưa thấy có hồi kết luôn. Mình nhìn thấy bọn chúng vẫn còn đang rất là khỏe đấy các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa? Wow, bên nào sẽ giành chiến thắng đây? Ui, trận đấu này xem lâu đấy, chúng ta sẽ hay xem hết video là xem bên nào giành chiến thắng nhé các bạn nha. Đó, mình cũng đang rất là mong các bạn trong lúc này các bạn bấm nút like, bấm đăng ký kênh và bình luận xuống bên dưới đấy. Các bạn thích con Sonic màu nào nhá? Màu hồng, màu đỏ hay là màu đen hay là màu xanh nha các bạn nhá. Đó, các bạn hãy bình luận bên dưới cho BB biết. What? Lại xuất hiện thêm những con Sonic bị nguyền rủa. Wow, thế này thì mấy con Solic kiểu như là chưa bị nguyền rủa chắc là bọn chúng kiểu thua mất rồi. Các bạn này bọn nó đông quá, bọn kia nó đông lắm các bạn ạ. Đấy, ui sức mạnh màu đỏ. Và bây giờ bên nào sẽ giành chiến thắng đây? Triệu hồi mấy con động vật trong sở thú Zotoshi ra cho bọn chúng góp vui các bạn ơi. Mình thấy trận đấu này còn rất là lâu đấy các bạn ạ. Chúng ta phải chờ đợi thôi. Động vật trong sở thú Zotoshi có sống sót được qua trận đại chiến này không? Bầu trời thì đỏ rực kia. Wow, sức mạnh của con nào mà ghê gớm vậy. Có vẻ như mình nhìn thấy một cái con Sonic màu xanh chưa bị nguyền rủa đã hy sinh rồi, chỉ còn lại con Sonic màu đen chưa bị nguyền rủa thôi. Rất là ghê luôn. Sức mạnh của bầu trời tối sầm lại khi nó dùng chiêu cuối luôn các bạn ơi. Ui, mình thấy mấy con Sonic kia tiêu rồi kìa. Sonic kia bị động vật trong sở thú Zotoshi đánh bại các bạn ạ. Ghê đấy. Động vật trong sở thú Zotoshi không ngờ này mạnh như thế đâu các bạn ơi. Được của nó chứ nhỉ. Được đấy. Và cuối cùng cái con Sonic màu đen kia nó cũng đã hy sinh. Và mấy con Sonic bị nguyền rủa đã giành được chiến thắng nha các bạn nha. Ui, bọn chúng đang đi cắn mình kìa. Trời ơi, mấy anh ơi, sao canh nóng tính thế. Nào vào cá nhân BB này các bạn ơi. Wow, ui, bọn nó ghê đấy. Đừng ăn thịt tôi. Trời ơi, cái miệng của bọn nó kiểu như nó to quá, nó chạy nhanh quá. Mình không làm cách nào có thể thoát được bọn chúng cả các bạn ơi. Thế là mình quyết tâm lần này sẽ phải tiêu diệt cái bọn này, xem nào có tiêu diệt được không. Pàng, pàng, pàng. Ui, cái hồi cứ sao rồi. Bọn chúng quá mạnh lúc bạn ạ. Khó làm mà thắng được đây. Thì em xem nào. Ui, vừa bay như một cái mà chúng này quýnh mình ngã xuống luôn. Cố gắng hạ gục của nó nào. Rồi, cố lên nào. Ui, không thể hạ gục được bọn chúng đâu các bạn ơi. Kìa, các bạn xem đi. Đây, con màu đen này bước ra đây. Đứng nguyên ở chỗ đó đi. Trời ơi, nó vẫn quyết tâm ăn thịt mình các bạn ạ.
Và nhân BB xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này của mình. Và nếu các bạn thấy video này hay, nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi mình nhá.